Mến chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở số 88 Tôn Đảng, phường 10, quận 4 nhé. Thì hôm nay Kiên muốn chia sẻ với tất cả các anh chị một cái trong những cái xe bánh tiêu, bánh bò. Cái xe này khá là nổi tiếng ở quận 4 Sài Gòn nhé. Mọi người ơi, hiện tại thì đây Kiên đang đứng ở ngay cái ngã ba đường Tôn Đảng và Vĩnh Khánh nhé. Thì cái xe bánh quẩy, bánh bao của chúng ta nó nằm ngay ở cái số 88 Tôn Đảng, phường 10, quận 4 nhá. Giờ Kiên sẽ đi sang bên đó chia sẻ với mọi người nhé. Đây cái xe bánh quẩy của chúng ta đây. Bánh quẩy rồi bánh bao, bánh tiêu, bánh bò nhé. Ở đây anh đang nhúng đường này. Em chào chị. Ở đây là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị nhỉ? Mình bán 2 giờ rưỡi tới 9 giờ. 2 giờ rưỡi mà tới 9 giờ đêm đúng không? Dạ. Ở đây mình có những loại bánh nào chị? Đây mình có bánh tiêu. Bánh tiêu. Bánh đùi gà, bánh quẩy, bánh bò. Đặc biệt là chuối chiên nữa. Có bánh tiêu này, bánh bao, bánh quẩy, bánh đùi gà, bánh bò và có bánh chuối chiên. Đây chúng ta xem chị làm, đây có bánh này là bánh tiêu này. Quán mình là bán ở đây là bao nhiêu năm rồi chị nhỉ? Bán đây được 6 năm. 6 năm rồi đúng không? Ở đây thì chị bán từ 2 giờ một tới 9 giờ tối. Một cái bánh tiêu này với lại một cái bánh bò nó là bao nhiêu tiền chị nhỉ? Một bò là 12.000. Một cặp là 12.000. Còn bánh quẩy một cái là bao nhiêu chị? Cái 6.000. Bánh quẩy cái 6.000. Bánh đùi gà 6.000. 6.000 cái. Cái nào cũng 6.000. Một cặp là 12.000. Này thì cái xe bánh tiêu bánh bò này á, thì Kiên thấy là đây anh làm này. Dầu thì cái thấy là dầu này dầu mới nhá, dầu khá là sạch sẽ này. Cái chảo là cái chỗ làm bánh cũng rất là sạch. Nhìn vào cái bánh là muốn ăn liền đó mọi người. Bánh gì chị? Mấy giờ có chuối chiên hả? 3 giờ rưỡi mới có chuối chiên. 3 rưỡi là mới bắt đầu làm bánh chuối chiên. Mọi người mà đi mua, đi đến cái xe bánh tiêu bánh bò này á, thì mình có thể đi con đường Vĩnh Khánh nhá. Mình chạy đường Hoàng Diệu, chạy đến đường Vĩnh Khánh là mình rẽ vào nhá. Mình chạy thẳng đường Vĩnh Khánh là mình quẹo bên phía tây phải là khoảng 5m, 10m là tới rồi nha mọi người. Hoặc là mọi người có thể là đi thẳng đường Tôn Đản, đến số 88 Tôn Đản là gặp cái xe bánh tiêu bánh bò ở đây nhá. Anh bán ở ngay cái gọi là cái số 88 Tôn Đản, ngay cái ngã ba giữa đường Tôn Đản và đường Vĩnh Khánh nha mọi người.
chúng ta xem ở đây có cái nhân làm bánh bánh bao đây này. Đây là nhân bánh bao nhé cả nhà. Đây Kiên thấy là có trứng cút này, có nấm này. Còn cái này là cái củ sắn này. Đây anh đang làm bánh quẩy nhé. Đây này là món bánh quẩy. Wow, cái khi mà chiên lên nó phồng lên, nó nở lên nhìn rất là đẹp nhé. Công đoạn mà cắt bột, công đoạn mà nhào bột đó thì nó rất là kỳ công. Anh phải nhào từ ở nhà mang đi. Anh chuẩn bị bột trước từ ở nhà nha mọi người. Sau đó thì đến đây thì chỉ có nhào lại sơ sơ, sau đó thì sẽ làm ra những cái bánh và chiên thôi. Thì anh làm quẩy này, bánh bao, bánh tiêu, bánh bò. Bánh bò thì anh không làm, bánh bò thì anh mua, nhưng mà anh làm bánh tiêu, bánh bò thì anh mua sẵn ở vựa ra làm. Chiên rồi thì cái bánh quẩy của chúng ta nó sẽ bự như này và nó rất là vàng, nhìn màu khá là đẹp, nó vàng ươm luôn. Lát nữa thì nó khi mà nguội thì nó có teo lại bớt không chị nhỉ? À nó vậy luôn đúng không? Dạ. Cái này là bánh quẩy khổng lồ luôn. Em thấy là cái bánh quẩy thường thường người ta là nó nhỏ, làm nhỏ, mình đây là mình làm lớn đúng không, làm nó bự. Đây là bánh quẩy khổng lồ nha mọi người. Wow, nó to vậy mà. Đây là những chiếc bánh bao nha mọi người ơi. Đây là bánh bao. Đấy, anh đang làm ra những chiếc bánh bao nhìn rất là đẹp mắt. Bên trong thì có nhân bằng trứng cút này, nấm này và củ sắn nhá, củ đậu. Củ này là kiểu ở trong này gọi là củ đậu, ở ngoài quê Kiên gọi là củ đậu chứ. Củ đậu hay gọi là củ sắn dây đấy, không phải củ sắn dây. Nói chung là nó gọi là củ sắn này. Đây giờ chúng ta sẽ xem anh làm cái món bánh chuối nha mọi người ơi.
chuối đây. Hành chuối thì trước khi làm thì cái trái chuối sẽ được anh ép cho nó bè ra nhé. Sau đó bỏ vào thao bột, nhúng bột xong thì chúng ta sẽ bỏ vào chiên nhé. Chuối này mình làm từ chuối gì anh nhỉ? Chuối sứ đúng không anh? Chuối sứ. Chuối sim hả? Khi mà bỏ cái bánh chuối vào thì nó sôi rất là lớn này, nhìn thấy là nó nở rất là nhanh nhá, chín rất là nhanh. Cái chảo dầu nóng bỏ vào cái là nó chín luôn. Và cái bánh chuối này thì anh sẽ làm khi mà nó chín như vậy thì anh sẽ vớt ra bỏ vào cái thau bột một lần nữa, sau đó thì nó sẽ thấm thêm bột và bỏ vào chiên thêm nhé. Nó phồng ra rất là lớn, rất là bự nha mọi người. Chiên lần đầu chị bỏ vào thao bột lần thứ hai và sau đó tiếp tục cho nó ngấm bột và bỏ vào thêm một lần nữa. Vừa rồi thì Kiên đã chia sẻ với tất cả các anh chị và các bạn một cái xe bánh tiêu bánh bò, nó nằm ở số 88 Tôn Đản, quận Tư, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Cái xe bánh tiêu bánh bò đây thì theo Kiên cảm nhận thì anh chị làm rất là sạch sẽ này, mọi công đoạn như là làm bột thì sẽ được chuẩn bị ở nhà và sau đó thì đem ra đây thì chỉ có nhà bột sơ và bỏ vào làm bánh, và Kiên thấy là nó rất là vệ sinh. Dầu thì dầu mới nhá, dầu rất là sạch sẽ. Nên là mọi người có dịp hãy ghé số 88 Tôn Đản, quận 4 để mình có thể mua những cái bánh quẩy, bánh tiêu, bánh bò, bánh chuối mình thưởng thức nhé. Đây là một trong những cái món ăn vặt mà khá là quen thuộc cũng như là được ưa chuộng ở Sài Gòn nhé. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Mọi người thấy video hay thì hãy like, share và nhớ đăng ký kênh để nhận được những video mỗi ngày nha cả nhà ơi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.